Một người Việt Nam bị thương trong vụ nổ kinh hoàng ở Liban. Vụ nổ lớn tại kho phân bón tàn phá khu cảng thủ đô Beirut của Lebanon ngày 4 tháng 8, khiến ít nhất 78 người chết và hàng nghìn người bị thương. Một công dân Việt Nam bị gãy tay và đang được điều trị sau vụ nổ lớn gần cảng thủ đô Beirut. Theo đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon, người này làm giúp việc cho một gia đình bản địa bị gãy tay do đồ đạc trong nhà đổ vào người và đã được đưa vào bệnh viện. Chúng tôi cũng đã trao đổi qua điện thoại với công dân bị gãy tay. Hiện sức khỏe của chị ổn định và được chăm sóc tốt, đại sứ cho biết. Khoảng 50 người Việt sinh sống ở các khu vực khác nhau của Lebanon, nhưng phần lớn là thủ đô Beirut. Ông Trần Thành Công cho hay cộng đồng người Việt tại đây không bị thiệt hại gì lớn do vụ nổ. Theo người dân Liban, vụ nổ giống như ngày tận thế. Cảng Beirut bị phá hủy hoàn toàn, các tòa nhà cách 10 km cũng bị hư hại, mảnh thủy tinh văng đầy đường trong vụ nổ. Vụ nổ kho chứa 2.750 tấn phân bón tại thủ đô Beirut của Lebanon tạo ra sức công phá 1.240 tấn thuốc nổ TNT, gây động đất 3,5 độ. Xe cứu thương hú còi inh ỏi vội vã đi cấp cứu, trong khi nhiều nạn nhân dò dẫm trèo ra khỏi căn nhà nay chỉ còn là đống đổ nát. Vụ nổ tại cảng tạo thành một đám mây hình nấm và từ vùng ngoại ô xa nhất cũng nghe thấy tiếng. Được biết có khoảng 2.750 tấn phân bón amoni nitrat lưu trữ nhiều năm tại một nhà kho gần bến cảng ở thủ đô Beirut nổ tung, tạo ra quả cầu lửa khổng lồ trên bầu trời và luồng sóng xung kích dữ dội lan ra xung quanh, phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Vụ nổ được cho là cú sốc mạnh với đất nước đang quay cuồng vì khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ cùng đại dịch Covid-19, đẩy gần một nửa dân số vào cảnh nghèo đói. Đồng nội tệ lao dốc, các doanh nghiệp đóng cửa hàng loạt, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt. Nhiều nước trên thế giới cũng đã gửi lời chia buồn, đề nghị gửi viện trợ hỗ trợ quốc gia này khắc phục hậu quả thảm họa. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên kênh YouTube của Sài Gòn TV.